Rồi, Hiếu chào tất cả anh em. Hôm nay thì Hiếu muốn chia sẻ cho anh em một đoạn video chúng ta độ chế cái cục máy cúp 50 lên hơi 100cc phân khối. Thì giới thiệu với anh em thì đây là cái bộ máy của con cúp 50 thì nó như thế này. Đấy, nó như thế này thì bộ phận cơ cấu vào số của nó thì nó cũng gần giống với dòng gem một chút xíu. Đấy. Bộ biên của nó thì bả biên của nó nhỏ anh em ạ, nó là cúp mà nó nhỏ, cho nên anh em chúng ta muốn làm ấy thì chúng ta phải thay bộ biên mới. Đấy, bộ biên bản to hơn. Thì ngoài ra thì ông có chia sẻ cho anh em cái hệ thống phách đây này, thì anh em của Hiếu thay cho Hiếu cái bộ đũa này đi, hay còn gọi là suốt, tùy các cái địa phương vùng miền gọi khác nhau, cho nên Hiếu cũng nói như thế. Hiếu vừa nói và Hiếu vừa chỉ đây như này. Đây là cái suốt. Thì tại sao chúng ta phải thay cái suốt này? Thì có nhiều anh em trên YouTube ấy chia sẻ bảo là cái suốt này của chúng ta không phải thay đâu, nhưng của nó nguyên tắc của nó là phải thay anh em nha. Chúng ta không thay thì nó bắt được có khoảng tầm 2 cái gen ốc như này. Được, tức là nó gen nó quá là nhỏ luôn, anh em hiểu không ạ? Đây, Hiếu lấy led cho anh em. Đấy. Đấy. Nó bắt có một tí này thì khi chúng ta vặn vào là nó nhổ gen ra, mà khi nó ít gen như này là chúng ta không đưa được cái long đen vào đâu. Đấy, cho nên là Hiếu nói thẳng cho anh em như thế. Còn đây này, Hiếu sẽ ráp cho anh em. Thì hơi thì đây là Hiếu vừa mới đóng cả một bộ hơi của của 100. Đấy, vừa đóng quả hơi 100. Hiếu làm hết cam cò các thứ đây rồi. Bây giờ Hiếu chưa, cái suốt này là Hiếu chưa thay. Bây giờ Hiếu sẽ lắp vào cho anh em để chúng ta cùng xem, để anh em chúng ta tham khảo nhé. Đây. Đấy. Anh em Hiếu lắp vào cho anh em chúng ta tham khảo trước, rồi Hiếu sẽ chỉ cho anh em. Đây. Đấy. Của nó nguyên tắc là như này đúng không anh em? Thì nó thừa được một tí gen này này. Bây giờ chúng ta đưa lốt cái lắp 4 lỗ của nó nữa. Đây. Đấy. Thì chúng ta đưa cái lắp 4 lỗ thì nó có một tí gen như này thôi. Đây là Hiếu còn chưa cho rong nha anh em nha. Mỗi một nát một cái rong nó phải 1-2 gen nữa. Nhất là rong Quilat đây này nó sẽ dày nha. Đấy, dòng gem Việt ấy thì nó dùng bằng cái rong Quilat nó mỏng bằng thép, nhưng mà đây là cái rong này thì mình phải sử dụng bằng cái rong Quilat loại to dày ấy. Đấy, thì nó sẽ hầu như nó sẽ mất cái gen này luôn. Đấy. Cái lắp tròn này là của mình. À, cái lắp, đây là cái lắp đây lắp 4 lỗ này là chưa có rong. Tức là chưa có một cái rong gì vào đây cả. Hiếu lắp vào như này nó đã bị, nó bị như thế này rồi. Thì khi chúng ta đưa cái long đền vào ấy, khi chúng ta đưa cái long đền vào đây là coi như hầu như là nó mất gen luôn. Đấy, cho nên là Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em cái gì chúng ta cần làm và cái gì chúng ta cần thay. Đấy, đến với Hiếu là anh em chúng ta phải biết được như thế. Và chúng ta thay suốt đi và thay biên. Đây là biên. Đấy. Biên bản to anh em nha. Đấy, biên bản to, bản như này thì nó kéo nó mới khỏe. Anh em hiểu không ạ? Đấy. Đây, Hiếu thử đưa vào đây anh em mà chúng ta xem nào. Đấy. Đấy. Chúng ta quay một vòng này xem nó có cạ trong nào không. Nó mà cạ thì chúng ta có thể xử lý lại. Đấy, còn nếu như không cạ thì thôi. Nhưng mà Hiếu Hiếu hầu như Hiếu căn là cũng là gọi là khá là ok rồi. Hiếu cận cảnh một chút này. Đấy. Đấy, Hiếu cận cảnh anh em nhìn rõ không ạ? Đây thì hầu như là nó vừa với cái khuôn máy của nó luôn. Đấy, nó rất là ok anh em nha. Đấy. Thì đây là bả biên cũ của nó. Hiếu sẽ cho anh em xem. Đây là bả biên cũ này. Bả biên này thì nó khoan lỗ, nó đục lỗ này, nó giảm thiểu cái hệ văng của nó. Đấy, cho nên là nó nói chung là Hiếu độ lên cái gì thì Hiếu sẽ báo anh em là như vậy, để chúng ta có thể làm được một con máy nó phân khối nó khỏe hơn chẳng hạn. Thế đây là biên này, nó bả biên này nó bé, nó mỏng mình.
Còn cái bản này nó rất là nặng, nó to, nó anh em nhìn nó khác biệt hoàn toàn, nó giống như là một cái là ông nội và một cái là trẻ con ấy. Đấy, anh em hiểu không ạ? Đấy, rất ok anh em nhá. Đấy thì có cái gì thì Hiếu cũng thông báo cho anh em là như vậy. Thì bây giờ anh em của Hiếu sẽ thay cái suốt đi. Đấy, anh em của Hiếu sẽ thay cái suốt đi. Thay cái suốt này đi. Thì cái suốt thì Hiếu có ấy đây rồi. Đấy, nó dài hơn anh em nhìn này. Đấy, đây anh em nhìn này, cái suốt này. Đấy, nó dài hơn. Thì khi chúng ta vặn vào đây thì nó sẽ dài hơn một gần một phân thôi. Để chúng ta có thể lát form mà chúng ta đưa cái lông đen đây này, cái lông đen đồng này, và chúng ta bắt ốc là xinh xắn anh em nhá. Đấy thì bây giờ Hiếu sẽ tháo cái này ra và Hiếu sẽ dép bộ máy này và Hiếu chia sẻ cho anh em. Rồi ok anh em nhá, thì bây giờ Hiếu sẽ lát form, bây giờ chúng ta sẽ dép vào. Đấy, anh em của Hiếu thích cho keo thì cho mà không cho thì thôi, cái này thì nó tùy anh em thôi. Anh em của Hiếu nhìn đây nha, thì đây là cái vách mà Hiếu đã thay cái suốt vào đây rồi anh em nhìn. Đấy, nó dài hơn khoảng tầm 5-6 ly gì đấy. Đấy thì bây giờ chúng ta sẽ ráp vào thôi, rất đơn giản anh em nhé. Ngọt ngào luôn anh em ạ. Đấy, rất là êm, êm thít luôn, êm du luôn nhá. Đấy, bắt ốc anh em ạ, chúng ta lộn xuống bắt ốc. Cái loại này thì nó chỉ có côn tải và nó không có côn văng. Côn văng nó dùng bằng bằng hệ thống bằng bánh răng anh em ạ. Anh em có hiểu bắn vào nha, bắn ốc vào. Ok, ok anh em nhé. Anh em của Hiếu sẽ lắp cái sao số nhá. Thì đây là cái sao số này. Đấy, chúng ta lắp vào đây. Đây là lò xo, lò xo cần khởi động. Khóa anh em nhé, khóa phe. Sau khi anh em của Hiếu bắt chặt con ốc ở chỗ con sao heo số và cái hệ thống lò xo kéo cần khởi động, thì bây giờ chúng ta sẽ ráp đến phần côn. Đấy, thì ở những dòng xe này thì đây là cái bánh răng bên biên này anh em nhìn này, chúng ta cho vào đây. Đấy, ở đây nó có bậc khâu này, phải Hiếu chia sẻ rõ cho anh em thế. Ở đây nó sẽ dùng bằng cái nhông hú lớn như này anh em này, anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, thì ở đây nó có cái vạch đánh dấu mực này, thì chúng ta sẽ ngắm vào đây. Anh em của Hiếu ngắm chuẩn vào. Đấy, anh em thấy chưa ạ? Đấy, anh em chúng ta ngắm chuẩn vào đúng cái mực của mình đánh dấu thì nó sẽ đảm bảo là nó không bị hú. Đấy,
khóa lại này. Đây nó không có ốc ếch gì cả, chúng ta khóa vào thôi. Làm những cái dòng này nó nhàn hơn là những cái dòng oi gem. Đấy, chúng ta khóa vào rất là đơn giản. Đây là bộ lồi. Đấy, bộ lồi thì chúng ta lắp vào đây thôi. Đấy, Hiếu vệ sinh đi tí cho sạch sẽ. Rồi. Anh em của Hiếu lắp đúng cái răng lơ via của nó thì nó mới vào nhá. Quay đúng. Rồi. Anh em của Hiếu giáp tiếp cái nong đền nhiều chấu nữa này. Đấy. Em chúng ta ráp à ốc này. Anh em cùi Hiếu khóa lại nha. Đây. Đấy, chúng ta ép sát cái khóa vào con ốc. Đấy, chúng ta khóa vào để cho nó chống thôi ra, anh em hiểu không? Có kể ra thì nó không khóa thì cũng không sao, nhưng mà nguyên tắc của nhà máy yêu cầu chúng ta khóa lại vì nồi côn này khi chúng ta hoạt động nó quay nhanh ấy. Đấy, bây giờ hiểu sao? Ở đây nó vẫn có cái rong cũ này. Đấy, hiểu sẽ bôi một chút keo vào. Đấy, chúng ta bôi chút keo vào cho nó đảm bảo. Đó, ok. Thì sau khi chúng ta đã siết chặt 4 con ốc lắp côn rồi thì anh em chúng ta sẽ thử cái côn này của chúng ta xem nó hoạt động có chuẩn hay không. Thì để mà kiểm tra cái côn này của chúng ta còn hoạt động chuẩn hay không thì chúng ta kiểm tra như sau. Đấy, ví dụ chúng ta quay như này thì nó sẽ quay đúng không ạ? Thì anh em chúng ta sẽ giữ cái côn tải này và chúng ta quay cái nhông hú này, quay được là ok, là tức là nó đang cắt côn anh em nha. Đấy. Quay được này, một chiều quay được và một chiều không quay được, chiều này không quay được này. Đấy. Chúng ta quay chiều này là được. Đấy, còn chúng ta quay ngược lại là phải đi theo cái này. Đấy, anh em nhớ cho Hiếu nó như vậy nha. Đấy, sau khi chúng ta kiểm tra xong ok thì chúng ta sẽ ráp lại. Đây. Cái này là cái muỗng cắt nì hột hợp côn. Đấy, đây là cái ti bơm dầu chúng ta lắp vào đây. Đấy, nó cũng rất là dễ, nó không có gì khó cả. Đây, chúng ta lắp, ráp vào như nào. Anh em nhìn rõ không ạ? Đấy, bây giờ là chúng ta chỉ cần vệ sinh ốp lốc là xong anh em nha. Rồi, ok. Đây, lốc Hiếu rửa sạch rồi nha anh em nhé. Đấy, chúng ta ốp vào thôi. Anh em của Hiếu bắt hết ốc vào. Hiếu ở đây sẽ sử dụng bằng súng bắn cho nó nhanh anh em nhé. Đấy, anh em nào có súng thì bắn nhanh.
Rồi, ok. Sau khi chúng ta ốp lốc bắn ốc xong thì chúng ta sẽ chỉnh lại cái hệ thống ly hợp nha. Thì Hiếu sẽ cận cảnh cái máy quay lại một chút xíu này cho anh em chúng ta xem này. Đấy. Thì đây là con ốc chỉnh ly hợp côn. Thì anh em chúng ta ở đây Hiếu đang vặn ra rồi, bây giờ Hiếu sẽ vặn vào này. Hiếu sẽ vặn chiều ngược chiều kim đồng hồ. Đến cái vị trí này là Hiếu không vặn được nữa rồi, đúng không ạ? Đấy, vị trí này Hiếu không vặn được nữa thì Hiếu sẽ nhích lên một chút xíu này. Đấy, khoảng tầm vài ly. Đấy, anh em chúng ta siết lại. Đây là cách chỉnh côn ly hợp chuẩn nhất anh em nhá, để cho anh em đang học nghề tham khảo. Đấy. Sau khi chỉnh xong thì anh em chúng ta sẽ ốp cái lốc của nó vào SQM Taiwan. Ốp vào. Khỏe hay không thì chúng ta cũng do chỉnh côn anh em nhá. Chỉnh quá thì nó yếu. Mà chỉnh ra quá thì nó sẽ bị giật. Anh em hiểu không ạ? Nó giật đùng đùng. Rồi, ok. Như vậy là xong xuôi, chúng ta đã ráp được bộ biên và chúng ta ráp được cái hệ thống côn nồi. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ ráp đến phần hơi. Hơi thì chúng ta sẽ ráp hơi vào đầu bò và chúng ta sẽ thay xích cam 84 mắt anh em nha. Thì trước cái dòng xe này thì nó sử dụng bằng xích cam là 82 mắt. Thì bây giờ chúng ta đang độ lên từ cúp 50, chúng ta độ lên cúp 100cc thì nó sẽ sử dụng bằng xích cam 84 mắt. Bây giờ anh em Quỳ sẽ ráp đầu bò nha. Đấy. Đầu bò thì Hiếu đã vệ sinh sạch sẽ rồi. Đây là trục cam này. Đấy. Thì con xe này của em nó là con xe cúp. Thì chúng ta đang cúp 50, chúng ta đang độ lên cúp 100 anh em nha. Đấy. Đấy, như vậy là chúng ta đã ráp được cái hệ thống cam cò. Hiếu đây Hiếu sẽ cho một chút keo vào cho nó đảm bảo anh em nhé. Rồi, ok anh em nhé. Trước mắt anh em chúng ta đây là một bộ xác măng của GL5. Thì Hiếu vừa mới bóc hộp ra như này. Thì đây là một bộ xác măng nó như thế này. Thì có rất nhiều anh em thợ của Hiếu trên YouTube cũng giống như anh em đang học nghề, thì nhiều khi cũng không biết, chúng ta không biết là lựa chọn chúng ta lắp xác măng như thế nào. Thì trên cái video này thì Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em một lần anh em chúng ta có thể làm được cả đời, mà chúng ta có thể phân biệt rất là đơn giản. Thì hai cái xác măng nhỏ và một cái xác măng lò xo xoắn này là chúng ta gọi là xác măng gạt dầu. Xác măng gạt dầu thì nó sẽ nằm ở vị trí bên dưới cùng. Anh em nhìn Hiếu ráp này. Đấy. Anh em chúng ta sẽ để chữ in này lên trên trời và chúng ta sẽ để cái miệng của nó cũng ở trên trời luôn. Đấy. Như vậy là chúng ta ráp được một cái xác măng gạt dầu này. Đây, hai cái này của nó sẽ nằm ở điểm dưới và điểm trên. Cách cái anh em nhìn chữ in đây là cái miệng của nó, thì chúng ta sẽ khóa cái miệng của nó tầm này. Và cái xác măng bên cạnh chúng ta sẽ khóa tầm này. Anh em nhìn Hiếu ráp này.
Chúng ta để cái miệng vào vị trí này, chúng ta vòng lại như này là xong. Nó rất là đơn giản thôi anh em, không có gì khó đâu. Đây là Hiếu là vừa làm vừa quay video clip chia sẻ cho anh em. Hiếu làm chậm thôi. Đấy. Bây giờ chúng ta lắp bên dưới và chúng ta sẽ lắp cái bên trên này. Thẳng cái hình miệng của nó luôn. Đấy. Anh em nhìn thấy chưa? Đây là điểm hở này. Và đây là điểm hở này. Và cái xăng măng gạt dầu của chúng ta sẽ điểm hở ở chữ in này. Đấy, rồi ok. Và còn sau cùng của chúng ta là còn hai cái xăng măng nữa. Thì ví dụ như cái loại này nó sẽ phân chia làm hai màu khác biệt thì nó sẽ dễ dàng đúng không? Có nhiều cái bộ xăng măng nó sẽ làm cùng màu nhưng mà chúng ta cũng phân biệt rất là đơn giản luôn. Thì video này Hiếu sẽ chia sẻ cho anh em. Anh em của Hiếu nhìn cái xăng măng nào dày nhất và to nhất là xăng măng làm kín. Đấy. Còn xăng măng nào mỏng mình và nhỏ nhất là chúng ta nó gọi là xăng măng lửa. Anh em hiểu không ạ? Đấy. Thì khi chúng ta nhìn hai cái xăng măng như thế này và chúng ta biết ngay à thằng này là cái thằng dày và thằng này là thằng mỏng mình. Chúng ta quay về cái vị trí này thì chúng ta nhìn cái đây là dày, cái này là mỏng. Đấy. Thì cho dù anh em chúng ta nhìn hai cái màu đen, khi chúng ta bóc một cái bộ xăng măng có hai cái màu đen, cái nào dày mình nhất là cái xăng măng làm kín. Còn cái nào nó mỏng mình thì chúng ta gọi là xăng măng lửa anh em nha. Đây thì chúng ta ráp y chang như này. Thì cái làm kín thì chúng ta sẽ ráp ở giữa. Đấy, anh em hiểu không ạ? Thì ở đây nó có cái miệng hở như này rồi thì chúng ta sẽ quay sang bên đây. Đấy, cái miệng hở chúng ta sẽ quay sang bên đây để vị trí nó được so le anh em nha. So le nhau. Đấy, anh em chúng ta lắp xăng măng thì nó rất là đơn giản thôi, nó không có gì khó cả. Đấy. Thì chúng ta lắp cái xăng măng ở bên này rồi và chúng ta sẽ lại lắp cái khe ở nhiệt nó ở bên này nữa. Rồi, đây là cái khe miệng của nó này. Đấy. Chúng ta ráp rất là đơn giản thôi. Đấy. Như vậy là đã xong rồi anh em nha, chúng ta căn, nếu như mà các cái miệng của nó chưa chuẩn thì chúng ta căn lại. Anh em thấy không ạ? Đấy. Tức là cái này là xăng măng làm kín, miệng của nó ở vị trí này thì cái này nó sẽ ở vị trí này. Đấy, như vậy là Hiếu vừa chia sẻ cho anh em cách ráp một bộ xăng măng lên cháy bít tông chuẩn, để chuẩn chỉ để cho tất cả anh em chúng ta có thể làm nghề anh em nhá. Đấy, thường thường chữ in trên trời thì chúng ta sẽ khóa ở bên này. Chúng ta sẽ khóa lại cái phe này thì nếu chúng ta ráp cái ốc bê tông nó chuẩn hơn, nó nhanh. Cái gì chúng ta cũng phải học anh em ạ. Đấy, các cụ có câu rồi, không thầy thì đố mày làm lên, đúng không ạ? Cái gì chúng ta cũng phải học. Đấy. Anh em chúng ta bơm dầu, bơm nhớt vào cái vòng bạc xăng măng của chúng ta. Chúng ta dã ráp vào hơi này, xoa một chút dầu nhớt vào đây chúng ta ráp vào. Đấy, rất ngọt ngào anh em nha. Đấy. Rồi ok, anh em của Hiếu sẽ ráp rong đáy nha. Đấy, anh em chúng ta dập trong đáy bạn. Rồi. Ạc rô không thể thiếu anh em nha. Có nhiều anh em thợ là cứ hay không quan trọng gì cái ạc rô, nhưng kiểu ạc rô này là quan trọng nhất. Nó định vị hơi đầu bò của chúng ta rất là quan trọng. Hiếu sẽ sử dụng bằng xích can 84 mát của DID chính hãng. Chúng ta nhớ lắp cái phớt cao su này nha. Đấy, nó là cái phớt để nó đường dầu nó lưu thông trên hơi. Chúng ta lắp vào cho nó chuẩn.
Rồi chúng ta sẽ ráp hơi này. Đấy, anh em chúng ta bơm một chút dầu vào đây và tay cả nó. Anh em của Hiếu sẽ ráp bánh trung gian mà nha. Đấy. Rồi, rất ngọt ngào anh em ạ. Đấy. Đấy, sau khi chúng ta ráp hơi và chúng ta hãm con ốc này rồi thì chúng ta sẽ kéo cái hệ thống đây này, chúng ta kéo cái bít tông lên điểm này. Đấy, anh em chúng ta kéo bít tông lên điểm trên trên anh em được không ạ? Đấy, máy này thì Hiếu đang độ lên 100cc anh em nhá. Đây là máy 50 độ lên 100cc. Ặc rô nha anh em nhá. Ráp vào cho nó chuẩn. Quan trọng là phải té ặc rô anh em ạ. Đấy, anh em chúng ta sẽ ráp rong quy nát. Có nhiều anh em của Hiếu thì hay vứt đi, nhưng mà theo Hiếu là nghĩ là ráp vào cho hệ thống đường dầu nó đảm bảo anh em ạ. Đấy, chúng ta ráp vào cho đường dầu cho nó đảm bảo. Anh em chúng ta sẽ ráp đầu bò vào. Đấy anh em được không ạ? Khi Hiếu thay cái suốt này thì mới có cái chân để chúng ta bắt được con ốc anh em nha, mới có chân được bắt được con ốc này vào nha. Nếu như anh em chúng ta không thay cái suốt này vào thì Hiếu đảm bảo mà anh em là không bắt được đâu.
Như vậy là anh em chúng ta ráp sắp xong một con xe. Đấy, bây giờ anh em của hiểu sẽ cân cam thì ở đây ở cái nhông cam nào thì nó có điểm dấu anh em ạ. Thì chúng ta sẽ gióng lên trên đầu bò này của chúng ta nhé. Rồi. Ví dụ như là hiểu lắp cái điểm dấu này xuống dưới đây là sai rồi anh em này. Đấy, chẳng hạn là thế. Như này là sai này, đúng không ạ? Thì chúng ta phải điều chỉnh cho nó lên trên. Đấy. Chúng ta gióng như này là tương đối là chuẩn đúng không? Nhưng mà nó không có cái lỗ để chúng ta bắt được ốc thì anh em chúng ta phải điều chỉnh cả cái này nữa, cái trục cam cho nó đúng. Đúng tầm anh em nhá. Đấy, anh em chúng ta ngắm. Cái cân chỉnh cam cò này thì chúng ta cứ gióng làm sao cho nó chuẩn thì anh em chúng ta ép vào. Đấy, ví dụ như này là ok này anh em này. Đấy. Đúng không ạ? Rồi ok rồi anh em chúng ta bắt ốc rồi thôi. Ơi lấy xe này em, lấy đi. Anh em của Hiếu lắp ti vào nha. Anh em của Hiếu sẽ khóa phe vào nha. Rồi, ok anh em nha. Thì bây giờ anh em chúng ta sẽ chỉnh cò. Cân cam rồi thì bây giờ chúng ta chỉnh cò anh em nhá. Đấy, cò này. Anh em chúng ta sử dụng bằng cái lá cữ chỉnh cò. Hiếu sẽ cận cảnh xa ra một chút này. Đấy. Ở đây Hiếu sẽ sử dụng bằng lá 0.05. Đấy. Tôi sẽ chỉnh cò anh em nhé. Máy mới thì chúng ta cứ chỉnh cái khe hở nhiệt nó lớn hơn một chút để chúng ta lổ nó được ngọt ngào hơn. Rồi anh em chúng ta sẽ chỉnh lại sau khi chúng ta chạy rốt đa rồi anh em nhé. Rồi ok. Đấy. Chúng ta sử dụng bằng lá cữ là chúng ta chỉnh một phát là ok luôn, chuẩn luôn. Bên dưới cũng vậy anh em ạ. Đấy, bên dưới này.
Cái này nó đang dơ này anh em mình thấy không ạ? Đấy thì chúng ta sẽ chỉnh. Rồi ok anh em nhé. Đấy như vậy là ok ngoài này gạch đào anh em nhé. Đấy như vậy là chúng ta đã xong anh em ạ. Đấy